Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 94 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả, bằng hình thức ngân hàng hoặc bằng hình thức ví Momo. Khánh Duy đã ghi trực tiếp rất rõ ở dưới phần mô tả của tất cả các video. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với 93 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bây giờ, Giả Lao Minh Tôn nhanh chóng tiến tới, đánh giá tòa cửa lớn Nam Thiên Môn trên dưới một lần, chỉ thấy cánh cửa này có vẻ phi thường trầm trọng. Cho dù hắn có vóc người khôi ngô, nhưng dưới tòa cửa lớn Nam Thiên Môn này vẫn chỉ như một con kiến. Bảo bối tốt à. Giả Lao Minh Tôn hét lớn một tiếng, hai tay đặt trên cửa, dùng sức mà đẩy. Chỉ thấy tòa cửa lớn này vô cùng trầm trọng, không ngờ chậm rãi bị hắn đẩy ra. Diệp Húc nhìn xem mà nghẹn họng chân chối, đối với lực lượng của hắn kính nể vạn phần. Lúc trước ở cổ Côn Luân Thánh Địa, chính ma yêu hơn 10 thánh địa, lấy hàng trăm đại vua tam thần cảnh liên kết triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo mới có thể mở được cánh cửa này. Mà hiện giờ, Giả Lam Minh Tôn không ngờ lại dựa vào lực lượng bản thân, không hề dùng bất luận vu bảo nào, bất luận vu pháp nào, chỉ ỷ vào lực lượng thân thể mà mở ra được Nam Thiên Môn. Việc này thuyết minh thân thể của Giả Lam Minh Tôn đã mạnh mẽ tới hoàn cảnh biến thái, khó trách bị nhốt trong bàn hoàng lăng mấy trăm năm không chết. Nam Thiên Môn khanh khách xèo xèo mở ra, giống như mở ra một đoạn lịch sử bị phủ đầy bụi vậy. Diệp Húc đứng trước cửa hướng tới bên trong nhìn lại, chỉ thấy hàng nghìn hàng vạn vũ bảo tung bay bên trong không gian sau cánh cửa. Những vũ bảo này cấp thấp nhất cũng là thuần dương chi bảo như thiên địa hồng lô, vũ bảo cấp chân giáo gần như là không có. Lúc trước ở cổ Côn Luân Thánh Địa, mấy ngàn vũ bảo bay ra ngoài, thậm chí còn có không ít nguyên thần chi bảo. Nhưng không nghĩ tới trải qua lần bạo động đó, Nam Thiên Môn cũng không thấy bớt đi chút nào cả. Diệp Húc một bước nhảy vào trong Nam Thiên Môn, chỉ thấy hàng nghìn hàng vạn vũ bảo tản mát ra thần dương khí, tinh thuần vô cùng. Phiến thiên địa này cháy rực một màu đỏ, giống như thấy dương chân hỏa vậy, nóng rực, mãnh liệt. Nam Thiên Môn vũ bảo nhiều không đếm xuể, mỗi một kiện vũ bảo thể tích đều vô cùng lớn, hình thể như núi, bay lượn trên không trung, va chạm với nhau, tản mát ra khí tức và dao động vô cùng khổng lồ. Nơi này các loại bảo vật đều có, hình thù kỳ quái, đao thương kiếm kích, phổ việt câu xoa, còn có lô đỉnh bàn y, đài đàn bút nghiên, thư tranh đồ cuốn, gần như cái gì cần đều có cả. Diệp Húc như mở cửa trong bụng thầm nghĩ, Nam Thiên Môn quả nhiên là một động tiên của ta, những bảo vật này đều của ta cả, đều là của họ Diệp ta cả. Hắn há mồm hút một cái, chỉ thấy từng kiện vũ bảo giống như núi nhỏ rít gào bay tới, thể tích của nó càng lúc càng nhỏ, rơi vào trong miệng của Diệp Húc. Lập tức vô số thần dương chi bảo đều bay lên không ngừng rơi vào trong miệng của hắn, trực tiếp bị hắn luyện hóa. Diệp Húc chỉ cảm thấy chư thiên thập đạo của mình đang tiến cảnh điên cuồng mà nâng cao, thân thể ngày càng hùng mạnh, không khỏi mừng rỡ. Triều sư bá thật không hổ là nhân vật từng là tông chủ thánh tông ta, không ngờ lại có thể khai sáng ra được môn tuyệt học, pháp môn học cấp tốc như thế này. Chỉ cần bảo vật đủ nhiều thôi, ta có thể thậm chí đem chư thiên thập đạo tu luyện một lần tới thập trọng, tu luyện tới trình độ đại viên mãn. Giả Lam Minh Tôn cũng lắc mình tiến vào trong Nam Thiên Môn. Nhìn thấy hàng trăm thần dương chi bảo đều đang nhốn nháo, bị Diệp Húc nuốt hết vào, mà trong bụng của Diệp Húc cũng không thấy như đang căng phồng lên tí nào cả, thì không khỏi trợn mắt thầm nghĩ trong lòng, khó trách ta và Diệp lão đệ lại thấy hợp ý, hóa ra hắn cũng có thể ăn như vậy. Hai chúng ta quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Thuần dương chi bảo Giả Lam Minh Tôn còn chưa đặt ở trong mắt, hắn tìm kiếm chung quanh trong hải dương vu bảo mờ mịt này, tìm kiếm bảo vật hùng mạnh dị thường. Chỉ thấy vô số thuần dương chi bảo, nguyên thần chi bảo ngưng tụ thành trận ở giữa không trung, kết cấu thành một vòng tròn thật lớn, rộng tới hàng ngàn dặm. Những bảo vật này như ánh sao, nhiều vô kể, thế nhưng cũng không thoát khỏi vòng tròn. Trường hợp này có thể nói là như biển, mà trung tâm vòng tròn này có một tòa cửa chính thật lớn,
cánh cửa màu hồng nhạt lơ lửng ở trên không trung. Diệp Húc cũng chú ý tới tòa cửa chính này, trong lòng kinh ngạc suy tư một lát, lập tức tỉnh ngộ lên tiếng nói: "Tiên nhân viễn cổ kiến tạo Nam Thiên Môn, được xưng là có thể phong ấn chư thiên, nuốt chư thiên vào trong cửa. Viễn cổ chư thiên cũng sở hữu 33 tầng, hiện giờ chư thiên bị phá nát, chỉ còn lại có 9 tầng, gọi là Cửu Thiên Thập Địa. Tây Hoàng chế tạo Nam Thiên Môn này là phòng chế Nam Thiên Môn ở viễn cổ thiên đình. Nói như vậy, hắn luyện chế ra Nam Thiên Môn cũng có 9 tầng, mà chúng ta hiện tại mới chỉ mở ra tầng thứ nhất mà thôi." Nam Thiên Môn tầng thứ nhất đã có bảo tàng khổng lồ như vậy, thật không biết tầng thứ 2, thứ 3, thậm chí thứ 4, thứ 9 phong ấn cái gì đây. Quay chung quanh cửa chính, tiến vào tầng thứ 2 Nam Thiên Môn cũng không có nhiều vô bảo, làm cho người ta phải chú mục nhất chính là linh cữu thanh đăng, quan tài màu đen này cùng cái đèn quay chung quanh cửa chính có vẻ trầm trọng vô cùng. Hiện tại Diệp Phúc dám khẳng định bên trong linh cữu thanh đăng mai táng không phải là thân thể Tây Hoàng. Tây Hoàng mặc dù phải mai táng chính mình cũng sẽ không lựa chọn tầng thứ nhất mà là tầng thứ 9 của Nam Thiên Môn. Còn có hai kiện bảo vật đang quay chung quanh cửa chính lên tầng thứ 2. Trong đó một kiện là một lâu thuyền hình thuyền rất là lướt, chỉ lớn nhỏ 3 xích nhưng lại tản mát ra uy năng hảo hãn, hẳn là một kiện bất diệt chi bảo. Mà một kiện bất diệt chi bảo khác thì rất là kỳ quái, giống như một tòa ngọc đài. Trên tầng cao nhất của ngọc đài dựng thẳng một tấm cờ lớn trắng như tuyết, trên mặt cờ viết một chữ chảm bằng máu. Mà phía dưới cửa trắng này có một thanh quỷ đầu đao, một bộ đoàn, một bộ gông xiềng, một sợi dây màu vàng bay chỉnh tề một chỗ, tản mát ra khí tức tử vong dày đặc. Tòa ngọc đài này giống như là chỗ hành hình, cũng là hình đài của phàm tục, nơi chấm đầu phạm nhân. Diệp Húc trong lòng cực kỳ tò mò, hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại vũ bảo kỳ lạ này, không biết Tây Hoàng luyện chế ra loại vũ bảo như thế này có tác dụng gì. Ba kiện bất diệt chi bảo quay chung quanh cửa chính vào tầng thứ 2 Nam Thiên Môn, tản mát ra uy năng hơn xa xa những bảo vật khác, thậm chí ngay cả nguyên thần chi bảo và hơn 10 tam tương chi bảo cũng không thể tới gần. Tòa ngọc đài này không tồi, tạo hình kỳ lạ, rất hợp khẩu vị với đại tôn ta. Già Lam Minh Tôn mở cờ trong bụng, xuyên qua rất nhiều vũ bảo, thẳng đến tòa hình đài mà đi. Hắn kể to nói: "Diệp lão đệ, ta chọn tòa ngọc đài này." "Là mướn, không phải cho, Minh Tôn nhớ kỹ phải trả ta." Diệp Phúc cao giọng nói: "Quỷ hiệp hỏi, sao, không xong rồi." Già Lam Minh Tôn còn cách tòa ngọc đài này chừng 10 dặm, đột nhiên chỉ thấy một sợi dây màu vàng trên ngọc đài bay lên, hóa thành một đầu kim long rít gào lao tới. Tốc độ của nó cực nhanh, giống như một đạo kim quang, trong nháy mắt đã cuốn lấy Già Lam Minh Tôn, trói thật chặt lại, bọc lấy hắn, rít gào bay tới hình đài. Lập tức bộ công xiềng kia kêu răng rắc mấy tiếng tách ra, kẹp chặt lên cổ của Già Lam Minh Tôn. Bộ công xiềng này nặng nề vô cùng, cho dù Già Lam Minh Tôn có sức mạnh vô cùng to lớn cũng bị ép cho quỳ xuống trên mặt đài, hoàn toàn quỳ gối lên trên bộ đoàn kia, giống như một tù phạm sắp bị xử tử hình vậy. "Dây khốn tiên, chạm tiên đao, tỏa tiên ra, tử tù bồ đoàn, chiêu hồn phiên, còn bà nó chứ, đây là chạm tiên đài bên ngoài Nam Thiên Môn trong truyền thuyết viễn cổ thiên đình hay sao?" Già Lam Minh Tôn không khỏi dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ đầu đao bay lên như một tia chớp chém thẳng xuống cổ của hắn. Diệp Phúc nhìn mà nghẹn họng trên chối, hiếu kỳ nói: "Minh Tôn, chạm tiên đài thật sự có thể chạm được tiên nhân hay sao?" "Lão tử sắp bị tòa chạm tiên đài này chém, ngươi còn có thời gian hỏi cái này hay sao?" Già Lam Minh Tôn bị hắn làm cho tức chết đi được. "Ngươi chỉ là phòng chế phẩm của Tây Hoàng luyện chế, lão tử không bị phòng chế phẩm giết chết được đâu." Già Lam Minh Tôn điên cuồng gào thét không ngừng, cái đuôi bộ cạp dựng thẳng lên sau lưng, hướng tới quỷ đầu đao. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, quỷ đầu đao đánh thẳng lên trên cái đuôi của hắn, toát ra những ánh hoa lửa. Cái đuôi bộ cạp này rung lên không ngừng va chạm với quỷ đầu đao, không cho nó chém xuống. Già Lam Minh Tôn giống giận liên tục, ra sức dĩ dụa, lấy thực lực của hắn còn không có thể cắt được đoạn khốn tiên thằng này, chỉ có thể dựa vào lực lượng chậm rãi mở ra mà thôi. Quanh thân của hắn màu đỏ chạy loạn, trên trán từng giọt mồ hôi lăn đi lăn lại như thác nước. Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng thoát khỏi sợi dây thừng này. Hắn lập tức dùng hai tay bắt lấy tỏa tiên ra, thi triển lực lượng toàn thân vặn tỏa tiên ra. Già Lam Minh Tôn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chớp động, hóa thành một đạo lưu quang trốn xa mấy trăm dặm, thoát ly khỏi phạm vi cảm ứng của đoạn tiên đài. Trong lòng còn sợ hãi mà nói: "May mắn ta còn có cái đuôi, nếu không bị chạm tiên đài này chém chết rồi. Lão đệ, chạm tiên đài này lưu lại cho ngươi, ta đi lấy khẩu quan tài kia còn tốt hơn." Diệp Húc đúng là rất trân trọng uy lực của tòa chạm tiên đài này. Già Lam Minh Tôn vị Diêm La Ma Điện Đại Minh Tôn Vương này tu vi và thực lực sung mãnh như thế nào đây? Thế nhưng
hắn vẫn bị trói trên chạm thiên đài, suýt nữa bị chém đầu. Hơn nữa, tòa chạm thiên đài này dưới tình huống không ai khống chế mà tự động công kích, nếu đổi lại là do người khác tế khởi, chỉ sợ ngay cả lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh cũng có thể bị chém giết dễ dàng. Truyền thuyết Tây Hoàng lấy được truyền thừa của Viễn Cổ Thiên Đình, lấy việc hắn luyện chế chạm thiên đài và Nam Thiên Môn thì hẳn là đồn đại không sai rồi. Diệp Húc ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía chạm thiên đài, cười nói: Minh Tôn, người có nắm chắc thu được tòa chạm thiên đài này cho tiểu đệ sử dụng hay không? Già La Minh Tôn phẫn nộ nói: Ta nếu nắm chắc thu được nó, lại có thể suýt bị nó chém giết hay sao? Cái tòa chạm thiên đài này ngay cả hai thành uy lực cũng không phát huy ra được. Nếu là phát huy ra toàn bộ, khốn tiên thằng vây khốn thân thể, tỏa tiên ra chấn áp nguyên thần, tù tù bồ đoàn chấn áp tâm trí, chiêu hồn phiên chiêu đi hồn phách, thì ngay cả ta cũng không thể thoát ra được kìa. Nếu là ta khôi phục toàn bộ thực lực còn có vài phần nắm chắc, hiện tại thì không được. Ta nếu đi lên chỉ có cách đưa đầu cho nó chém mà thôi. Diệp Húc chỉ cảm thấy tiếc hận vạn phần. Già La Minh Tôn không được, hắn tự nhiên lại càng không được, chỉ có thể nhỏ dãi nhìn bất diệt chi bảo này, nhưng không cách nào mà thu nó đi được. Nếu thu tòa chạm thiên đài này, về sau cùng người đối địch chỉ cần tới khởi chạm thiên đài, khốn tiên thằng trực tiếp chói người, rồi tỏa tiên gia khóa nguyên thần, quỳ xuống bồ đoàn, tuyên đọc tội ác của hắn, chiêu hồn phách hắn, chém đầu hắn, cảm giác uy phong như thế nào đây? Hắn chỉ có thể thầm than một tiếng, tiếp tục cướp đoạt vu bảo bay múa đầy trời, nâng cao tu vi chư thiên thập đạo. Qua không lâu, thuần dương chi bảo quay chung quanh cửa chính vào tầng thứ hai Nam Thiên Môn bị hắn cắn nuốt non nửa, thuận lợi đem chư thiên thập đạo tăng lên cửu trọng. Chư thiên thập đạo là tâm pháp do Triều Cung Thiều khai sáng, thích hợp học cấp tốc, chỉ cần có vu bảo và tài liệu đầy đủ liền có thể không ngừng nâng cao. Năm đó sư huynh Triều Cung Thiều luyện tâm pháp này không bao lâu liền tăng tới thập trọng, tu luyện tới viên mãn, liền bị Triều Cung Thiều tên biến thái này tế luyện, luyện thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Tuy nhiên, tâm pháp này bị Ứng Tông Đạo dễ dàng phá giải, Triều Cung Thiều đau khổ suy tư, khai sáng bước phát triển mới của chư thiên thập đạo. Môn tế luyện thuật này đã không còn bất luận lỗ hổng gì, bất cứ kẻ nào cũng không thể tế luyện người tu hành, bởi vậy mới có lợi cho Diệp Húc. Chỉ có điều, chư thiên thập đạo học cấp tốc được, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tài liệu và vô bảo sung túc, không ngừng nâng cao cường độ thân thể. Rất ít người có được tài lực hùng hậu như vậy, bởi vậy cho dù là Hoàng Tuyển Ma Tông cũng rất ít có người có thể luyện phương pháp này tới đại viên mãn. Cho dù là Diệp Húc lúc này lấy được kho báu Tây Hoàng cũng chỉ tu luyện tới cửu trọng. Lúc này đây, thân thể của hắn dũng mãnh tuyệt đỉnh, Diệp Húc cảm thấy được thân thể mình có thể ngăn kháng được công kích của nguyên thần chi bảo. Cho dù là nguyên thần chi bảo của nguyên thần Tam Tướng Cảnh cũng không thể làm thương tổn tới thân thể của hắn được. Hắn không có tiếp tục cắn nuốt thuần dương chi bảo còn lại, bởi vì Diệp Húc phát hiện ra tu luyện chư thiên thập đạo tới cửu trọng, thuần dương chi bảo có khả năng nâng cao đã giảm tới thấp tới đáng thương, gần như nhỏ bé đến không đáng kể. Tiếp tục cắn nuốt những vu bảo này chỉ lãng phí mà thôi. Hiện giờ chỉ có nguyên thần chi bảo, thậm chí tam tướng chi bảo mới có thể khiến cho hắn tiếp tục nâng cao chư thiên thập đạo. Thuần dương chi bảo còn lại cũng không thể lãng phí được rồi. Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy Diêm La Thiên Địa Tháp xuất hiện, giáng lâm vào giữa đám vu bảo Nam Thiên Môn. Tòa bảo tháp này bị hắn tế khởi, càng lúc càng lớn, uy năng vô cùng, lập tức chấn áp nhiều vu bảo. Từ khi hắn đem Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ của Đinh Phù Đạo dung nhập vào bên trong bảo tháp này, tòa bảo tháp này lại tiến hóa ra một tầng, đã sở hữu 9 tầng, giống như một tòa tháp được thiên đạo ban tặng, ban thưởng cho chính đạo, 9 tầng thiên quân Hắc Ngọc Tiên Tháp. Vù 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 vù. Diệp Húc đứng trên tháp nhọn, chỉ thấy từng kiện thuần dương chi bảo bị Di La Thiên Địa Tháp dẫn dắt tới, còn chưa tới gần liền bị khí tức của bảo tháp cắn nát. Trong tháp tuôn trào ra thái dương chân hỏa vô hạn vô biên, những thuần dương chi bảo lập tức bị đốt dung hóa thành vô số tài liệu dung nhập vào bên trong chân thân tháp. Di La Thiên bảo tháp càng ngày càng ngưng thực hơn, càng ngày càng chắc chắn hơn. Hàng ngàn thuần dương chi bảo dũng mãnh tràn tới, thình thịch vỡ vụn, không ngừng dung nhập vào thân tháp, khiến cho tầng thứ 8 của tòa bảo tháp này dần dần từ hư hóa thực, biến thành thực chất mà tồn tại. Tầng thứ 9 bảo tháp chậm rãi biến hóa ra, tòa bảo tháp càng ngày càng nặng nề, tản mát ra uy năng càng lúc càng lớn. Lúc này, Diệp Húc còn chưa đưa tức nhưỡng dung nhập vào bên trong mấy tầng mới của bảo tháp. Nếu như dung nhập vào, Di La Thiên Địa Tháp uy năng sẽ tăng lên tới một độ cao trước nay chưa từng có. Rốt cuộc, tất cả thuần dương chi bảo bị Di La Thiên Địa Tháp hóa thành hư không, thậm chí
còn một vài món nguyên thần chi bảo cũng bị kéo tới. Chỉ thấy âm mấy tiếng bị Di La Thiên Địa Tháp đập vụn, hết thảy tài liệu của nguyên thần chi bảo, thậm chí là nguyên thần cũng bị dập nát, bị bảo tháp rút ra bỏ thêm vào thân tháp. Hey, tòa bảo tháp này ăn uống còn tục hơn ta kìa. Diệp Phúc đợi Di La Thiên Địa Tháp cắn nuốt hết sạch tài liệu, lúc này mới thu hồi lại bảo tháp, gửi vào trong tòa ngọc lâu, đặt bên trên tức nhưỡng. Chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp giống như hạn lâu gặp mưa, điên cuồng hấp thu thổ tinh khí bên trong tức nhưỡng. Một dòng khí màu vàng bị bảo tháp rút ra. Từ xa nhìn lại, những thổ tinh khí này giống như những con cự long màu vàng đất dung nhập vào thân tháp. Nó khiến cho bảo tháp càng ngày càng nặng nề hơn, càng ngày càng nặng, nặng tới mức Diệp Phúc cũng không thể tới khởi được nó. Có tức nhưỡng dung nhập, uy lực của Di La Thiên Địa Tháp lại cấp tốc kéo lên. Đột nhiên Diệp Phúc cảm thấy tồn tại trong hư không chứng đạo chi bảo do Di La Thiên Yêu Đế luyện chế ẩn nấp ở sâu bên trong những hệ tinh vân. Bảo tháp hiện ra trong đầu của hắn. Hắn cùng với tòa Thiên Đế chi tháp này cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lại nhìn thấy tòa bảo tháp, không khỏi cảm giác tòa bảo tháp của mình luyện chế thật sự rất thô ráp, rất đơn sơ, căn bản là không thể sánh nổi. Lần cảm ứng này thời gian dài hơn trước rất nhiều. Đáng tiếc Diệp Phúc vẫn không thể tập trung tìm được phương vị chuẩn xác của tòa Thiên Đế chứng đạo chi bảo này. Chỉ cần ta tiếp tục nâng cao Di La Thiên Địa Tháp, ta có thể cảm ứng được Thiên Đế chứng đạo chi bảo càng ngày càng mạnh. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta tìm được Di La Thiên Yêu Đế Thiên Cung, thu tòa bảo tháp này vào trong túi của mình. Tuy nhiên không có Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ, ta không có cách nào nâng cao tầng tháp được. Đệ tử Chu Thiên Tinh Cung hẳn là mỗi người đều có một tấm Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ. Bên tai của Diệp Phúc đột nhiên truyền tới tiếng nổ lớn như chuông lớn đột nhiên đánh ra vậy, làm cho hắn bừng tỉnh. Hắn nhìn theo tiếng động, chỉ thấy Già La Minh Tôn đang mạnh mẽ mở ra tòa Linh Cứu Thanh Đăng. Khí tức quỷ dị mạnh mẽ hung hãn từ trong quan tài trào ra. Đăng diễm của thanh đăng lay động, bị âm phong thổi qua lập tức biến thành ngọn lửa đen bay ra hướng tới Già La Minh Tôn mà đánh lại. Lúc này Già La Minh Tôn đang đứng trên Linh Cứu Thanh Đăng, giống như một con bọ cạp hình người, dương nanh múa vuốt, dữ tợn hung ác, không thèm để ý tới âm phong và ngọn lửa màu đen thổi tới. Hắn cười khẳng khạc quái dị mà nói: Diệp lão đệ, bên trong quan tài này không ngờ có một xác ướp, lão rất đáng sợ, cả người đền lục mau. Lão già này tránh trong quan tài, chẳng lẽ là muốn tu luyện thành thi hoàng, trở thành thiên địa đệ nhất vô hoàng cương thi hay sao? Lão xác ướp, bản đại tôn coi trọng nơi ở của ngươi, làm phiền ngươi chuyển chỗ đi, tặng khẩu quan tài này lại cho đại tôn ta nào. Già La Minh Tôn cười ha ha, giơ tay hướng tới xác chết bên trong quan tài mà chụp tới. Diệp Phúc không khỏi câm lặng. Già La Minh Tôn thật đúng là kỳ lạ. Đầu tiên là tính toán coi trọng cái Chản Tiên Đài, loại phu bảo kỳ lạ kia. Sau đó lại coi trọng Linh Cứu Thanh Đăng, tính toán ở trong quan tài này. Nếu đổi lại là Diệp Phúc, hắn khẳng định chọn bất diệt chi bảo thứ nhất, cái lâu thuyền lớn ba xích kia mới là lối suy nghĩ của người bình thường. Hiển nhiên vị Đại Minh Tôn Vương này bị nhốt quá lâu rồi, đầu óc có chút không bình thường. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Dầm một tiếng, vô số lục mao từ trong quan tài đâm ra, leng keng đâm vào trên người của Già La Minh Tôn, tuôn ra những chuỗi hoa lửa. Chỗ bị lục mao đâm vào, thậm chí xuất hiện những hắc động rất nhỏ, cũng là do những lục mao này xuyên phá hư không, tạo thành dị trạng như vậy. Xác chết trong quan tài không biết có lai lịch gì, mạnh mẽ vô cùng, nhưng thân thể Già La Minh Tôn cũng mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần Diệp Húc. Những lục mao này không thể đâm thủng được thân thể của hắn. Già La Minh Tôn không thèm để ý những lục mao này, bàn tay to thâm nhập vào bên trong quan tài, đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, dường như bắt lấy được cái gì đó, dùng sức kéo mạnh, làm cho hắn không tự chủ được mà ngã vào bên trong quan tài. Lập tức bàn tay to tràn đầy lục mao cũng chậm rãi chui lại vào trong quan tài, bắt lấy cánh cửa quan tài, chậm rãi khép lại. Già La Minh Tôn biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại khẩu Linh Cữu Thanh Đăng quay trong quanh cửa tầng thứ hai Nam Thiên Môn. Thanh Đăng vẫn phát sáng u. Lão ca, người không sao chứ? Diệp Húc không khỏi khẩn trương, lớn tiếng mà gọi. Nếu như Già La Minh Tôn bị tồn tại bên trong Linh Cữu Thanh Đăng xử lý, hắn sẽ bị nhốt bên trong Nam Thiên Môn này, chỉ sợ cả đời không thể mở được Nam Thiên Môn. Lão đại yên tâm, ta không sao. Đây là bảo hồn giới, thật sự lớn nha. Lão sắc ướp, ngươi còn dám phản kháng ta sao? Bên trong Linh Cữu chuyển tới thanh âm trung khí mười phần của Già La Minh Tôn. Tiếp theo là những tiếng nổ kịch liệt, chấn làm cho quan tài nhảy lên rung động kịch liệt. Quan tài lay động không ngớt, khí lãng nguyên trong quan tài phát ra mênh mông. Hiển nhiên Già La Minh Tôn đang giao thủ với chủ nhân của quan tài. Còn bà nó chứ, ngươi còn dám cắn ta,
Từ trước tới nay chỉ có lão tử cắn người khác thôi. Lần đầu tiên bị cắn đấy. Hơn nữa bị tên sắc ướp xấu xí như người cắn. Lão tử muốn cắn ngươi, ăn luôn ngươi. Hiển nhiên chiến đấu bên trong linh cữu vô cùng kịch liệt. Kịch liệt tới giờ La Minh Tôn cùng tồn tại trong quan tài phải dùng lấy răng cắn người, khiến cho Diệp Phúc im lặng một thời gian dài. Cường thì cắn người cũng là bình thường. Giờ La Minh Tôn, vị đại Minh Tôn Vương này, thật không ngờ cũng há miệng cắn người. Hơn nữa lại là một lão cương thi toàn thân mọc đầy lục mao. Hắn cũng thấy ghê tởm hay sao? Tập tính của ma tộc thật đúng là kỳ lạ mà. Diệp Húc không thèm để ý tới Già La Minh Tôn nữa, mà nhìn về phía một kiện nguyên thần chi bảo khác. Thuần dương chi bảo nơi này đã bị Di La Thiên Địa Tháp cắn nút sạch sẽ. Nguyên thần chi bảo cũng bị cắn nút không ít, chỉ còn lại hơn 10 kiện, còn có 6-7 kiện tam tướng chi bảo. Trong mắt những người khác, những bảo vật này đều là chân phẩm tinh phẩm. Nếu có được một kiện đều chân quý vô cùng, không chịu dễ dàng mà vận dụng. Nhưng trong mắt Diệp Húc, mấy thứ này đều là vật phẩm tiêu hao, tài liệu cổ vũ mình tu luyện mà thôi. Luyện hóa hết thảy những nguyên thần chi bảo, tam tướng chi bảo này, không biết có khiến cho chư thiên thập đạo của ta đạt được đại viên mãn không đây? Luyện chế thuần dương vô bảo cần tiêu hao tài liệu và chất liệu tự nhiên là còn xa mới có thể so sánh được với nguyên thần chi bảo. Tài liệu bên trong nguyên thần chi bảo chất lượng cực cao, có thể chứa đựng nguyên thần ở bên trong đấy. Trong Nam Thiên Môn có 14 kiện nguyên thần chi bảo, tài liệu trong vô bảo chính là một món của cải lớn. Mà nguyên thần bên trong vô bảo Diệp Húc cũng rất cần dùng. Ta không chỉ cần các tài liệu này để đề thăng chư thiên thập đạo, Kiều Đỉnh cũng cần phải luyện chế lại, đánh thêm vào trong đó tài liệu thượng thừa, nâng cao uy năng của Kiều Đỉnh. Hơn nữa, ta còn có thể dùng nguyên thần bên trong vô bảo đề thăng Kiều Đỉnh, luyện chế toàn bộ Kiều Đỉnh trở thành nguyên thần chi bảo. Vạn pháp yêu thú. Hắn đánh ra một trường, lập tức oanh nát một kiện nguyên thần chi bảo, dùng sức mà nắm chặt, liền rút cái nguyên thần hắc giao ra khỏi vô bảo hình cự phù này. Hắc giao này dài tới hơn 10 dặm, khí lực cực kỳ hùng tráng, thân hình lan tràn như núi, tản mắt ra tuyệt thế hung uy. Tuy nhiên lúc này lại nhanh chóng thu nhỏ lại, nằm yên trong lòng bàn tay của Diệp Húc. Cho dù là vật hung hãn bậc này, trước mặt của hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên mà thôi. Diệp Húc há mồm nuốt những mảnh vu bảo vào bên trong bụng mình, lập tức tiến khởi thiên đỉnh, vỗ thật mạnh, đem đầu hắc giao này nhập vào bên trong đỉnh. Hiện giờ uy năng của Kiều Đỉnh đã kém xa Di La Thiên Địa Tháp của hắn rồi. Tuy nhiên, chín khẩu đại đỉnh này còn có không gian nâng cao rất lớn. Hơn nữa, Kiều Đỉnh đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Kiều Đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn bắt đầu từ Kiều Đỉnh thoát thai ra. Nếu đem Kiều Đỉnh này vứt bỏ đi, sau này Kiều Đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn cho dù có thành tựu đi chăng nữa thì cũng không có tiến bộ lớn. Tuy rằng nói chư thiên thần vương công đức cấn uy lực thắng Kiều Đỉnh vạn pháp yêu quyết không ít, thế nhưng dù sao đây cũng là vô pháp học được. Hơn nữa không phải là nguyên bộ, chỉ có chính mình khai sáng ra vô pháp mới là kết tinh của trí tuệ bản thân mình. Diệp Húc chụp tới 8 kiện nguyên thần chi bảo, đánh nát vô bảo nguyên thần nhốt bên trong 8 khẩu đại đỉnh khác của mình. Hắn vận chuyển công đức kim luân diệu quả quyết tế luyện liên tục, làm cho 9 khẩu đại đỉnh này hết thảy trở thành nguyên thần chi bảo. Hắn phát hiện ra 9 khẩu đại đỉnh này đúng là có thể cất chứa được nguyên thần. Nó có thể dung nhập không chỉ một nguyên thần. Mỗi một khẩu đại đỉnh có thể chất chứa được nhiều nguyên thần, càng nhiều thì uy lực càng hùng mạnh. Rất nhiều nguyên thần chi bảo chỉ có một nguyên thần. Đây là bởi vì vu bảo phẩm bậc không cao, rèn luyện không hợp lý, bởi vậy chỉ có thể chứa được một nguyên thần. Diệp Húc từ trước tới nay chỉ nhìn thấy cái long thương trong tay Thái Tử Sơ là có thể cất chứa nhiều nguyên thần, uy lực hùng mạnh vô cùng. Trong bản hoàng chi mộ, hắn thậm chí bị long thương kia bức lui, có thể thấy được dung nhập càng nhiều nguyên thần thì uy lực của vô bảo càng nâng cao trên diện rộng. Tuy nhiên, 9 khẩu đại đỉnh của hắn tính chất dù tốt nhưng cường độ không đủ, không thể cất chứa nhiều nguyên thần được. Nếu không sẽ bị những nguyên thần này phá vỡ, phải nâng cao phẩm chất của Kiều Đỉnh mới có thể cất chứa được càng nhiều nguyên thần, tiếp tục nâng cao uy năng của Kiều Đỉnh. 9 khẩu đại đỉnh này của ta chính là dùng bảo vật cấp bậc thiết mẫu mà rèn thành, lại trải qua rèn luyện, không còn một chút tạp chất nào bên trong. Muốn tiếp tục nâng cao phẩm chất Kiều Đỉnh phải dùng tài liệu cấp bậc kim tinh khí mới được. Diệp Húc khẽ nhíu mày, hắn có được kim tinh khí, tức nhưỡng và kiến mộc long trương, ba loại tài liệu trọng bảo này đã là quý báu vô cùng rồi, bình thường khó có thể mua được. Trong đó kim tinh khí là 5 loại tài liệu, có thể luyện chế lôi đỉnh, sơn đỉnh, hỏa đỉnh, thủy đỉnh và phong đỉnh. Nhưng luyện chế âm đỉnh, dương đỉnh cần tài liệu gì Diệp Húc cũng không rõ ràng cho lắm. Nếu như dùng loạn tài liệu mà nói, thậm chí không thể phát huy ra được uy lực của Kiều Đỉnh, khiến cho uy lực của nó lại không lớn bằng trước.
Đáng tiếc không có bắt được Hạ Tùng Giang. Nếu bắt giữ được hắn, ta liền có thể siêu hồn tắc phách xem xét Hạ gia xem Kiều Đình tới tột cùng là luyện chế như thế nào. Diệp Húc có chút tức hận, cái đầu kim tinh đồng tử đã bị hắn luyện thành thần sát thứ nhất, uy lực cực kỳ hùng mạnh. Hắn cũng không nghĩ tới phân giải cái đầu này ra để luyện chế thành lôi đỉnh. Về phần thức nhưỡng, hắn thực sự có rất nhiều, bên trong ngọc lâu hoàn toàn có thể luyện chế thành địa đỉnh. Mà kiến mộc long trương hắn cũng có một khối, cũng là của đại thương cấm quân, đại tướng quân kia, uy lực cực kỳ dũng mãnh. Kiến mộc long trương ta có thể lấy ra luyện chế âm đỉnh. Nói như thế, ta có thể luyện chế được địa đỉnh và âm đỉnh, còn về phần những tài liệu khác, không thể nào tìm kiếm được. Diệp Húc khá mồm hút một cái, đem năm kiện nguyên thần chi bảo còn lại hút hết vào trong bụng. Chư thiên thập đạo vận chuyển, lập tức luyện hóa năm kiện nguyên thần chi bảo này, dung nhập vào bên trong thân thể. Nguyên thần bị bóc ra, trực tiếp chấn áp trong đan điền của hắn. Hắn hiện tại đã tu luyện tới tam dương cảnh, thân dương nhất phẩm, nhưng không có được tâm pháp tiếp sau. Hắn cũng không có trải qua sát khí tẩy lễ, tuy rằng có thể luyện hóa nguyên thần người khác nâng cao tu vi, nhưng cảnh giới sẽ không tiếp tục nâng cao. Bởi vậy Diệp Húc đang chấn áp nguyên thần này mà chưa từng luyện hóa. Trong cơ thể của hắn thêm 5 đại nguyên thần này nữa, đã sở hữu 7 đại nguyên thần rồi. Nó đủ để cho hắn tu luyện nhanh chóng đến thần dương kỳ, thậm chí còn có thể tới được dương thần kỳ. Không đủ, ra sao không đủ? Những nguyên thần này căn bản không thể khiến cho ta tăng lên dương thần kỳ đỉnh cao được. Diệp Húc khẽ nhíu mày, lập tức nhìn về phía tam tướng chi bảo. Tam tướng chi bảo chính là vu bảo mà đại vu tam tướng cảnh mới luyện chế ra được. Bất luận một vu sĩ nào tu luyện tới tam tướng cảnh, tư chất đều cao đến dọa người, bảo vật được luyện chế ra tất nhiên là không tầm thường. Tuy nhiên, lấy tu vi trước mắt của hắn, tế luyện ra vô cùng khó khăn. Hơn nữa, tế khởi cũng tiêu hao rất nhiều tu vi, mất nhiều hơn được. Mà cắn nốt tam tướng chi bảo đối với tu vi trước mắt của hắn cũng là vô cùng khó khăn. Lấy tu vi trước mắt của ta còn không thể cắn nốt tam tướng chi bảo, không bằng thu hồi những bảo vật này trước vậy. Oanh một tiếng, Diệp Húc đột nhiên tung ra một chiêu Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, oanh thẳng tới kiện tam tướng chi bảo. Chỉ thấy liệt nhật viêm viêm Dương Thiên Thần Giới xuất hiện, mang theo dao động mãnh liệt dị thường xâm nhập tới. Kiện vô bảo kia chính là một kiện pháp bảo, cổ tay áo thêu hình đám núi, mà trước ngực có những đường thêu tinh mịn, dường như nó cảm giác được nguy hiểm. Đột nhiên cổ tay áo mở ra, hóa thành một hắc động thật lớn, cắn nuốt Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn. Ấn pháp này của Diệp Húc uy lực cùng mạnh, oanh sát đại vu tam thần cảnh như không có gì. Thế nhưng không ngờ nó rơi vào bên trong tay áo pháp bảo này lại không dậy chút gợn sóng nào. Pháp bảo xẹt lên một tiếng bay lên, quần áo triển khai giả thiên lấp địa, hướng tới Diệp Húc chùm tới. Thiên địa lập tức một mảnh tối tăm. Lợi hại, cái tam tướng chi bảo này uy năng thật là mạnh, còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Trung Dung Bảo Quyển của Dương Nhân Kiệt kia. Diệp Húc trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng nhảy lên dừng ở linh cữu, cố lấy chân nguyên thổi về phía thanh đăng. Chỉ thấy đại hỏa thổi ra đốt thẳng tới kiện pháp bào kia. Kiện pháp bào đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, xuyên qua biển lửa tới trước mặt Diệp Húc, lại triển khai rộng chụp thẳng xuống đầu hắn. Cái pháp bào này dường như có linh tính, dường như là một đại cao thủ tinh thông vô đạo, có công có phòng, khiến cho Diệp Húc không khỏi chực chực lấy làm kỳ lạ. Vu bảo Tây Hoàng luyện chế quả nhiên là kỳ lạ, nếu bị pháp bào này bao lại chỉ sợ cũng không thoải mái cho lắm đâu. Diệp Húc đang muốn né tránh công kích của pháp bào, đột nhiên chỉ thấy quan tài mở ra một cái khe nhỏ, bên trong âm phong thổi tới gần như thổi tan nguyên thần và thân thể của Diệp Húc. Hắn vội vàng tới khởi cột buồm, dương buồm mà đi né tránh âm phong xâm nhập. Được âm phong tương trợ, đăng diễm thanh đăng đột nhiên tăng vọt, ngọn lửa màu đen che trời phủ đất phát ra, đốt cái pháp bào này thành một cái động lớn. Trong chớp mắt, kiện pháp bào tam tướng chi bảo này bị đốt thành cho. Không, tam tướng chi bảo của ta, giả La Minh Tôn, người đi ra cho ta. Diệp Húc khóc không ra nước mắt, đây là thủ đoạn phòng ngự của linh cữu thanh đăng, cảm giác được nguy hiểm giáng lâm liền tự động hộ thân. Đây cũng không phải do giả La Minh Tôn thúc giục vô bảo này tiêu hủy pháp bào. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Húc vẫn cực kỳ tức giận, đem ác khí đặt lên trên đầu của giả La Minh Tôn. Quan tài mở ra, giả La Minh Tôn thò đầu ra, cười ha hả nói: "Lão đệ, người không cần lo lắng đâu, cái xác cướp này còn không làm gì được ta, lão tử rất nhanh có thể thắng được nó, thu kiện bảo vật này." Phốc xẹt, một bàn tay lục mao to đột nhiên xuất hiện, nắm lấy cái đầu của giả La Minh Tôn, hung hăng mà ấn xuống phía dưới. Tiếp theo là tiếng nổ lớn truyền tới, hiển nhiên là đầu của giả La Minh Tôn đụng phải mặt đất.
Diệp Húc nghe tiếng nổ như vậy liền có thể tưởng tượng được vụ va chạm này lớn như thế nào. Nếu đổi là hắn, chỉ sợ dẹp nát như con tép rồi, nguyên thần thân thể hết thảy đều dập nát. Những kiện tam tướng chi bảo khác chỉ sợ ta cũng không có năng lực thu lại. Về phần chạm tiên đài và lâu thuyền kia càng không có khả năng. Những bảo bối này khi tế khởi cũng tiêu hao quá lớn, không thích hợp cho ta sử dụng. Chỉ có tu luyện tới tam thần cảnh mới có thể phát huy ra được mấy thành uy lực những vụ bảo này. Nếu đã đặt ở Nam Thiên Môn thì cũng không thể chạy thoát được. Cứ để chúng lại đây đã, đợi khi đầy đủ thực lực lại tới hàng phục chúng nó sau vậy. Diệp Phúc đứng yên một lát, chỉ nghe thấy trong quan tài động tĩnh dần dần nhỏ lại. Sau một lúc lâu, quan tài xốc lên. Già La Minh Tôn từ trong quan tài đi ra, thở hổn hển mà nói: "Lão xác cướp này rất hung mãnh, ta thi triển thủ đoạn toàn thân cũng không thể chém giết được nó. Đành phải bày ra một đạo trận pháp vây khốn nó trước vậy, chậm rãi luyện hóa nó sau. Lão đệ, ta ở nhân gian, các ngươi đi lại không tiện. Sau này ta sẽ ở trong quan tài này, một mặt luyện hóa lão xác ướp, một mặt tới luyện bất diệt chi bảo này. Ngươi mang theo quan tài bên mình, khi nào cần dùng tới ta thì tiện kêu lên một tiếng, ta sẽ rời khỏi quan tài ra giết người." Diệp Phúc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng sợ mang theo Già La Minh Tôn bên người sẽ gặp phải cường giả đứng đầu thánh địa đổi giết. Nhưng nếu Già La Minh Tôn trốn bên trong Linh Cứu Thanh Đăng, hắn liền có thể mang theo quan tài này đi bên người. Già La Minh Tôn mở ra Nam Thiên Môn, Diệp Húc một tay nâng quan tài màu đen đi ra ngoài, trong lòng có chút tức hận. Đáng tiếc không thể đem Chư Thiên Thập Đạo tu luyện tới đại viên mãn. Nếu ta có thể luyện hóa được tam tướng chi bảo, tu luyện tới thập trọng hẳn là không khó. Sư Tôn à, ở dưới chân núi có hai người miệng nói là cố nhân của ngài, có việc khẩn cầu, đã chờ ngài 3 ngày rồi. Hoàng Sán đi tới trước mặt Diệp Húc không người nói: "Tuy nhiên ta thấy Tinh Chủ Đại Điện, Hộ Sơn Đại Trận của Quan Tinh Phong đã mở, đệ tử cũng vô lực nghênh đón bọn họ tiến vào, mời Sư Tôn định đoạt." Diệp Húc tâm niệm hơi động, ý niệm lập tức bao phủ toàn bộ dãy núi, xuyên qua 10 dặm đi tới chân núi, chỉ thấy một công tử bột và một đại hán râu quai nón, tướng mạo thô kệch đang đứng một chỗ, nhìn lên trên đỉnh núi, sắc mặt thảm đạm. "Tại sao lại là bọn họ?" Diệp Húc trong lòng kinh ngạc, lập tức tản đi Hộ Sơn Đại Trận. Hắn nói: "Hoàng Sán, hai người kia quả là cố nhân của vi sư, người đi nghênh đón bọn họ lên núi, không được chậm trễ." Hoàng Sán vội vàng không người rời đi. Diệp Húc tò mò vạn phần: "Chu huynh và Phương huynh tới tìm ta là có chuyện gì đây?" "Thiếu bảo, Ngũ Độc Giáo ta bị diệt môn rồi." Chu Thế Văn và Phương Thần, hai người vừa tới đỉnh núi, đột nhiên khóc lóc thảm thiết mà nói. Diệp Húc trong lòng rung động, ý cười trên mặt đọng lại, niềm vui sướng khi gặp cố nhân đã không cánh mà bay. "Chu huynh, Phương huynh, rốt cuộc là ai làm vậy?" Thanh âm của Diệp Húc cực kỳ bình tĩnh, giống như hỏi một chuyện chẳng liên quan tới mình vậy. Nhưng khí tức của hắn lại tác động tới thiên nhiên, chỉ thấy bên trên Quan Tinh Phong trong chớp mắt mây đen dày đặc, tiếng sấm nổ ầm ầm, dường như chuẩn bị nổi lên một trận cuồng phong mưa rào vậy. Tu vi của hắn hiện giờ vô cùng thâm hậu, niệm sinh pháp tùy, tâm niệm vừa động liền có đủ loại vô pháp thay trời đổi đất. Lúc này trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm. Lôi vân dày đặc trên Quan Tinh Phong, khí diễm thao thiên. Cho tới nay Ngũ Độc Giáo có địa vị cực kỳ cao ở trong lòng Diệp Húc. Năm đó hắn rời khỏi Liễu Châu chỉ là một tiểu vũ sĩ nhỏ bé không đáng kể, không quyền không thế, cũng không có chút thực lực. Hắn đi lại trên giang hồ hung hiểm vô cùng, những tiểu vũ sĩ như hắn lúc nào cũng có khả năng tử vong. Nếu lúc đó không có Ngũ Độc Giáo thu nhận và giúp đỡ hắn, hắn rất khó sống tới ngày nay, càng miễn có được địa vị hiển hách như bây giờ, thực lực siêu phàm thoát tục. Hắn có cảm tình với Ngũ Độc Giáo, còn trên cả Hoàng Tuyển Ma Tông, bất kể là Chu Thế Văn, Phương Thần hay là Lệ Thượng Dương, Cố Ngôn Chi, Xuân Dịch Thủy, trong lòng của hắn đều có địa vị vô cùng trọng yếu. Bên trong Hoàng Tuyển Ma Tông tràn ngập tranh đấu, có ân có oán, cũng không giống như Ngũ Độc Giáo, tất cả đều có hắn như một. Hắn sở dĩ không đi tìm Ngũ Độc Giáo là bởi vì kẻ thù của hắn nhiều, nếu có liên hệ với Ngũ Độc Giáo, thế tất có người đem lửa giận đánh lên đầu của Ngũ Độc Giáo, mang tới nguy hiểm không cần thiết cho Ngũ Độc Giáo. "Ai làm? Ai dám diệt Ngũ Độc Giáo của ta?" Diệp Húc sắc mặt như thường tiếp tục lên tiếng hỏi. Hắn vừa dứt lời, một đạo sét đánh thẳng từ trên không xuống, xẹt qua người của hắn, hung hăng đánh thẳng vào Quan Tinh Phong, tạo thành một hố to. Hoàng Sán lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Húc tức giận tới mức này, không ngờ dẫn động thiên địa biến sắc, lô đình bổ xuống, trong lòng khiếp sợ vạn phần. "Thực lực của Sư Tôn vượt quá xa với Ngụy Hiên rồi, hùng mạnh tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng." Chu Thế Văn và Phương Thần cũng khiếp sợ vạn phần. Diệp Húc lúc này thực lực đã vượt xa bọn họ không biết bao nhiêu lần. Một ý niệm phong lôi vân động
khủng bố đến vô cùng. Loại thực lực này, bọn họ sớm chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hai người thế này mới chỉ là tam chân cảnh, hỗn nguyên kỳ, cách xa Diệp Húc cả vạn dặm. Bọn họ mấy năm nay cũng nghe qua đủ truyền ngôn cùng tin đồn về Diệp Húc, chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Ba vị thiếu niên Liễu Châu cùng đi ra một lúc, thực lực và tu vi không sai biệt nhau nhiều lắm, nhưng trải qua 8 năm, bọn họ lại là những nhân vật sinh sống ở hai thế giới khác nhau, chênh lệch không ngờ lại to lớn đến như vậy. Diệp Húc bây giờ bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Thiếu Bảo, Chu Thế Văn tỉnh lại nhỏ giọng nói, lĩnh Tây Lạc Nhạn Sơn quy tàng môn, phục mệnh thái tử tấn công ngũ độc giáo của ta, săn bằng ngũ lĩnh sơn. Mọi người hết thấy đều bị bắt, đã chết rất nhiều người, chỉ có hai người chúng ta chạy được thôi. Lĩnh Tây quy tàng môn sao? Diệp Húc nao nao quay đầu lại nhìn Hoàng Sán. Hoàng Sán vội vàng khom người nhỏ giọng nói, sư tôn, quy tàng môn chính là một môn phái lớn, tuy rằng không có tiến vào tam cung lục phái, nhưng môn phái này cũng không thể khinh thường được. Môn chủ của bọn họ chính là cường giả tam tướng cảnh, cao thủ tuy rằng không nhiều bằng thánh tông ta, nhưng cũng không ít đâu, ít nhất có hơn 10 vị đại vu tam thần cảnh. Phương Thần nhớ lại tình hình lúc đó, con mắt đỏ rực lên nói, lúc ấy tàng quy môn chỉ xuất ra 2 đại vu tam thần cảnh, liền đã săn bằng hết thảy ngũ lĩnh sơn, những người khác không ai chạy thoát được. Giáo chủ vì bảo hộ cho hai người chúng ta rời khỏi đã chết tại chỗ, những sư huynh sư bá khác cũng chết không biết bao nhiêu kìa. Sao, Lệ giáo chủ chết rồi sao? Sư phụ của ta không ngờ đã chết rồi sao? Diệp Húc hai tay run lên nhẹ nhẹ, hít dài một hơi, gương mặt lộ ra nụ cười mỉm. Hắn nhỏ giọng nói, lão mập mạp cả người tùm tím, không ngờ lại chết vô thành vô tức như vậy. Lúc trước ở Vân Môn Sơn, Giao đại ca đánh hắn một trướng, hắn cũng không có chết, hiện tại không ngờ đã chết sao? Trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, đôi vân trên đỉnh đầu càng ngày càng đậm, giống như thiên kiếp vậy, khủng bố đến vô cùng. Chu Thế Văn thở dài nói, tình hình lúc đó ta còn nhớ rõ, hai đại vu quy tàng môn kia thấy hai người bọn ta chạy khỏi ngũ lĩnh sơn cũng không có đuổi giết, trong đó một người nói thả hai người chúng ta rời khỏi, khiến chúng ta đi tìm ngươi, nói những người còn lại hết thảy bị giam giữ ở quy tàng môn, người nếu trong vòng 1 giờ không tới, bọn họ liền giết một đệ tử ngũ độc giáo, mãi tới khi giết sạch mới thôi. Hai người kia còn nói, người nếu như không tới, bọn họ tiếp theo sẽ tiêu diệt Liễu Châu, diệt hoàn toàn Liễu Châu, nếu còn chưa tới liền diệt Thanh Châu, Bách Khoa Cung, giết hết thảy người có liên quan tới ngươi, giết sạch kết thảy. Lớn mật mà. Diệp Húc giận tím mặt, thiểm điện trên đầu đánh như sấm sét đang đằng sát khí, giận dữ cười nói, một môn phái không lớn không nhỏ mà thôi, cũng dám tuyên bố diệt sạch những người quan hệ với ta sao? Quy tàng môn này dựa vào Thái Tử Sơ, chán sống sao? Hôm nay ta phải làm thịt Thái Tử Sơ cùng tất cả các ngươi phải diệt môn. Thái Tử Sơ là người đầu tiên biết được hắn có kho báu Nam Thiên Môn của Tây Hoàng, sao không động tâm cho được? Hắn tin tức linh thông, khẳng định biết được quan hệ của Diệp Húc với Ngũ Độc Giáo là không nhỏ, bởi vậy mới lệnh cho quy tàng môn ở gần Ngũ Độc Giáo nhất diệt môn Ngũ Độc Giáo, sau đó bắt hết thảy về Lạc Nhạn Sơn, lại để cho Chu Thần và Phương Thế Văn tới thông chi cho hắn, chờ đợi Diệp Húc chui đầu vào lưới. Lúc này Lạc Nhạn Sơn thế tất như long đầm hổ huyệt, không biết bao nhiêu cao thủ tụ tập vào đấy chờ đợi Diệp Húc xuất hiện, đánh hội đồng giết hắn, cướp đoạt Nam Thiên Môn. Thái Tử Sơ đáng chết mà, quy tàng môn nên giết. Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng mà nói, Hoàng Sán, ngươi đi Liễu Châu một chuyến, khuân cả tòa thành chỉ Liễu Châu tới Hoàng Tuyển Ma Tông ta, đặt ở trên núi Quan Tinh Phong đi. Hoàng Sán chần chừ một chút nhỏ giọng mà nói, sư tôn, di chuyển một tòa thành lớn cần phải có pháp lực thông thiên, đệ tử còn chưa có thực lực này. Diệp Húc đột nhiên chỉ một ngón tay điểm vào mi tâm của hắn, lập tức thu hồi lại, thản nhiên nói, vì sư đặt một chiêu vô pháp vào trong tử phủ của ngươi, tới Liễu Châu rồi trực tiếp mở ra không gian tử phủ, vô pháp kia của ta sẽ thi triển ra bắt Liễu Châu đi. Hoàng Sán bán tín bán nghi xoay người rời khỏi. Ngọc Nương, ngươi đi Bách Khoa Sơn cũng khuân cả Bách Khoa Sơn, Bách Khoa Cung về đây. Diệp Húc xoay người nhìn về phía Cung Ngọc Nương, đồng thời cũng điểm một chỉ vào mi tâm của nàng. Cung Ngọc Nương vội vàng thả người bay lên thẳng tới Bách Khoa Sơn. Diệp Húc nhìn Chu Thế Văn hai người mỉm cười nói, Chu huynh, Phương huynh, các ngươi tiến Lạc Nhạn Sơn trước đi, ta tới ngày sau. Chu Thế Văn dùng mình một cái nói thầm, Thiếu Bảo, hai người chúng ta đi thì có ích gì, còn không phải làm thức ăn cho người ta hay sao? Ta tự nhiên cho các ngươi thủ đoạn phòng thân rồi.
Viên Thiên Công, Lý Huyền Quy. Hai người đi theo bọn họ, không cho bọn họ có việc gì cả. Diệp Húc gọi Viên Thiên Công và Lý Huyền Cơ, hai đại yêu vương ra nói. Hắn tâm niệm vi động, đột nhiên một đạo bạch quang từ mi tâm Diệp Húc bay ra, tiến vào mi tâm của Viên Thiên Công. Hắn nói: các người tới Lạc Nhạn Sơn, Quy Tàng Môn, cứ việc động thủ giết người. Nếu là gặp phải nguy hiểm gì, không thể ngăn cản được, cứ hô to một tiếng chủ nhân mời ra tay, ta tự nhiên sẽ giúp các người giết cường địch. Đây là vu pháp gì vậy? Đám người Chu Thế Văn kinh nghi bất định, đi theo Viên Thiên Công rời khỏi Quan Tinh Phong, thẳng tới Lạc Nhạn Sơn. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, xoay người đi tới đại điện tinh chủ. Hắn đi thẳng vào hồ nước trong đại điện, hướng tới đóa yêu liên bên trong hồ nước, không người thi lễ, nhỏ giọng nói: sư tôn, đệ tử bất hiếu, phải lấy thân thể của lão nhân ra ngài làm thân ngoại hóa thân, thần sát thứ hai, tới báo thù cho một vị ân sư khác của ta. Lên! Tay phải của hắn xuất ra, trong lòng bàn tay một vầng trăng sáng như ưu thiên thần giới mềm rủ xuống, hướng tới đóa yêu liên kia mà chụp tới. Chỉ nghe thấy tiếng nổ răng rắc vang lên, đóa yêu liên này bị một tay của hắn chụp đi. Chỉ thấy phía dưới yêu liên có vô số cái rễ rậm rạp đang bay múa. Vệ Đạt tu luyện cao hư yêu liên vô lượng thọ nguyên kinh, thân thể hóa thành yêu liên. Đóa yêu liên này to lớn đến vô cùng, cũng có hàng ngàn vạn cánh hoa, mỗi một cánh hoa sen đều to như một tòa núi lớn. Toàn bộ đóa yêu liên nặng lề vô cùng, thậm chí còn nặng hơn cả thiên tội bia. Thể tích đóa yêu liên này càng nhỏ, bị Diệp Húc chộp vào lòng bàn tay, khiến hắn gần như không thể nhấc lên nổi. Lập tức một đầu nguyên thần ác thú từ trong ngọc lâu của hắn bay ra, dung nhập vào trong yêu liên. Lúc này yêu liên mới nhẹ đi vài phần. Đầu ác thú này chính là nguyên thần thứ hai của Vệ Đạt, nhốt vào trong yêu liên, lập tức như cá gặp nước, dung nhập với yêu liên, bớt đi không ít thời gian luyện hóa. Diệp Húc lập tức thúc giục tâm pháp Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát, đem yêu liên cùng nguyên thần của các thú luyện thành thần sát thứ hai. Tiêu phí nửa ngày mới luyện thành thần sát thứ hai. Hắn đi ra khỏi tinh chủ đại điện, tâm niệm hơi động, chỉ thấy yêu liên càng lúc càng lớn, hóa thành một tòa bảo sơn yêu liên cao tới vạn trượng, so với Quan Thanh Phong còn khổng lồ hơn. Vô số cánh hoa sen nở rộ tầng tầng, giữa những cánh hoa tràn ngập yêu hỏa màu xanh nhạt đổ sộ vô cùng. Diệp Húc phóng người lên, ngồi trên đỉnh Liên Hoa Bảo Sơn, giơ tay phất một cái, chỉ thấy linh kiếu thanh đăng từ từ bay lên, dừng phía sau của hắn, quan tài xếp ngang. Đói quá, đói quá. Trong quan tài truyền tới thanh âm của Già La Minh Tôn, giống như quỷ mị, làm cho người ta không lạnh mà run. Minh Tôn, hôm nay ngươi có thể ăn no rồi. Diệp Húc đằng đằng sát khí nói. Già La Minh Tôn cười dài trong linh kiếu, thanh âm quái dị mơ hồ không ngừng. Lão tử đã vội lắm rồi. Lúc này Chu Thế Văn và Phương Thần cùng Viên Quy, hai đại yêu vương đi tới lĩnh tây, tìm được Lạc Nhạn Sơn, Quy Tàng Môn. Chỉ thấy Lạc Nhạn Sơn núi non trồng chất, môn hình vạn trạng. Tuy rằng không bằng Thập Vạn Đại Sơn của Hoàng Tuyển Ma Tông, nhưng khí phách như vậy, linh sơn thánh địa bên trong cũng không ít. Giữa đám núi linh khí mờ ảo, một tòa cung điện nho nhỏ tọa lạc ở bên trong. Nơi này có hàng nghìn vu sĩ sinh sống, đều là đệ tử Quy Tàng Môn, nhân tài đông đảo, cực kỳ thịnh vượng. Quy Tàng Môn gần với Tam Cung Lục Phái, căn bản không phải là môn phái như Ngũ Độc Giáo có thể chống lại được. Trong núi thậm chí còn truyền tới khí tức khổng lồ, hiển nhiên là cường giả tam thần cảnh, có hơn 10 cỗ khí tức như vậy, không chút ẩn nấp khí thế. Xem ra là Thái Tử Sơ cũng mang theo cao thủ tới đây rồi. Viên Thiên Công liếm liếm môi, răng nanh nhe ra, lộ ra vẻ hung ác. Bốn người nhảy vào Quy Tàng Môn, chỉ thấy vài vu sĩ thủ sơn lập tức ra chào đón, cao giọng quát lên: là người nào xông vào Quy Tàng Môn của ta vậy? Biết nơi này là nơi nào không? Chu Thế Văn đang muốn nói chuyện, đột nhiên Bạch Viên Viên người bùng lên, một chảo đánh ra, bóp chết tên vu sĩ này. Hắn nhe răng cười độc ác nói: lão tử ta đây tới giết người, không phải tới nói lý với các ngươi. Thật to gan. Phía trên đỉnh núi, cách bốn người ngoài trăm dặm, đột nhiên mây mù tản ra, một tòa cung điện lơ lửng bên trong cung trung. Đây cũng là tổng đàn của Quy Tàng Môn. Chỉ thấy quảng trường ngoài cung điện phải có tới hơn ngàn vu sĩ tề tụ tại đây, xếp hàng chỉnh tề, nhất tề nhìn bọn họ. Trong số đó có 17 vị đại vu tam thần cảnh của Quy Tàng Môn, đều là những lão già bạc đầu. Ngoài ra những đệ tử khác cũng không có kẻ yếu, tam chân cảnh, tam đan cảnh, thậm chí tam thai cảnh, tam dương cảnh cũng có. Mà trên ngai vàng phía trước, môn chủ Đinh Phóng của Quy Tàng Môn đang an tọa. Hắn là một đại hán trung niên, mặt uy nghiêm, hiển nhiên
có khí độ của người quyền cao chức trọng. Thực lực của hắn đã tu luyện tới tam tướng cảnh, nắm giữ tam tướng chi bảo Quy Tàng Thiên Môn, thực lực rất mạnh. Những lão quái vật tam cung lục phái không ra tay, rất ít người có thể chống lại được hắn. Lần này tiêu diệt Ngũ Độc Giáo, hắn thậm chí không cần phải ra tay, chỉ có hai đại vu tiến tới liền đã bắt sạch cả Ngũ Độc Giáo. Thái tử Sơ thì đang ngồi trên ghế khách quý, phía sau càng nhiều nhân tài hơn. 20 danh cường giả tam thần cảnh đứng ở phía sau của hắn, rõ ràng là đại thần tướng quân trong triều Đại Tần, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Các loại nguyên thần lơ lửng ở trên không trung quét ngang hết thảy. Bên trong những cường giả này, không ngờ có sau 7 người tu luyện tới tam thần cảnh, hợp thể kỳ đỉnh cao. Hơn nữa, bên phía tay phải của Thái tử Sơ, Đông Hoàng Mục thần thái thản nhiên ngồi một chỗ song song với Thái tử Sơ. Khí tức của hắn vô cùng nồng đậm, không ngờ không kém chút nào so với Thái tử Sơ. Mà phía bên phải đại điện, Hạ Tùng Giang ngồi thủ vị, bên người hắn còn có một người trẻ tuổi, khí thế sâu như vực, không thể lường được. So với Hạ Tùng Giang còn khủng bố hơn. Hắn lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, giống như lão tăng nhập định, đối mặt với chuyện bên ngoài không một chút quan tâm. Nhiều tam thần cảnh đại vu như vậy tề tụ lại một chỗ, có thể thấy được lần này Thái tử Sơ đã hạ nhiều tiền vốn, tính toán nhân cơ hội này dẫn Diệp Húc ra khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông, hoàn toàn giết hắn, cướp đi kho báu của Tây Hoàng. Diệp thiếu báo không dám tự mình tiến tới hay sao? Thật không ngờ lại phá các ngươi tới chịu chết ư? Một cường giả thế hệ trước của Quy Tàng Môn bước ra ngoài, nhìn bốn người lạnh lùng mà nói. Chu Thế Văn và Phương Thần bị khí thế của hắn ép cho không nói ra lời, chỉ thấy Lãm Bạch Viên bên cạnh lệ khiếu một tiếng, xoay người dựng lên, đột nhiên hiện ra nguyên hình. Hắn chính là một bạo viên cao tới hơn 100 trượng, trong tay cầm một đồng trụ dài 100 trượng, phía trên cuốn đầy xích sắt rầm rầm rung động mà chuẩn bị đánh tới. Viên Thiên Công tay rung lên, đồng trụ ầm ầm nện xuống lão giả kia, nhai răng cười độc ác mà nói: "Lắm lời vô nghĩa, chết đi cho ta." Đồng trụ tăng vọt trên không trung phát sáng chói mắt, một bổng nện xuống, chấn cho thiên địa rung rung. Lão giả kia giận dữ quát lên một tiếng, điểm như nói: "Một con mạt thầu cũng dám ra ngoài trước cửa Quy Tàng Môn ta sao?" Hắn tế khởi một kiện thuần dương chi bảo, tính toán đỡ một kích kia của Viên Thiên Công. Đột nhiên chỉ thấy trên đồng trụ xuất hiện hỏa tiêu thật lớn tràn ngập năm minh ly hỏa, xích sắt trên đồng trụ lần nữa ầm ầm bay lên, đánh nát thuần dương chi bảo của hắn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.